giảng tòa nhân sanh hạnh phúc Làm thế nào để trở thành một người tốt chân thật đúng như Pháp Người giảng thầy giáo Thái Lệ Húc Số một tổ tiên xa xưa 4.500 năm trước Giáo dục con cháu của họ như thế nào Số hai thực hiện giáo dục đức hạnh như thế nào Số ba quy tắc nhân sanh đầu tiên đề tử quy Ngày 20 tháng 11 năm 2004 Thành phố Hải Khẩu trung tâm dở lòng quốc học Hiếu Liêm Một, các vị đồng học xin chào buổi chiều tốt lành Hôm nay rất vui vì có cái cơ hội này Cùng các vị đồng học nghiên cứu thảo luận Làm thế nào để đời sống được hạnh phúc Chúng ta gọi là giảng tòa Nhân sanh hạnh phúc Trước tiên tôi xin được tự giới thiệu Tôi họ Thái Lễ của lễ phép Hút của hút nhật mặt trời mọc hướng đông Thái lễ hút khi còn nhỏ tôi có một cái thói quen sau này thì mới biết thói quen này là rất tốt đó là chỉ cần có người lớn đến nhà của chúng tôi tôi chỉ cần nghe thấy tiếng của họ bất luận là tôi đang ở đâu tôi cũng nhất định gác lại công việc mình đang làm đi đến trước mặt những người lớn đó để chào hỏi họ tôi nói con chào chú con chào gì các vị đồng học khi mà tôi cúi đầu xuống chào như vậy rồi ngẩng đầu lên thì vẻ mặt của người lớn liền sao vậy liền rất vui lại xoa xoa đầu của tôi mà nói cháu thật là ngoan quá tôi cũng rất là vui bởi vì họ đã khẳng định tôi tôi cũng rất vui mừng chào xong thì tôi đi cho nên khi mà một đứa trẻ đang làm những việc có đức hạnh chúng nỗ lực thực hiện giáo huấn của thánh hiền thánh hiền giáo huấn chúng ta phải làm một con người có lễ phép khi mà chúng chân thật là cúi cái đầu xuống Trên thực tế trong tâm của chúng cũng sẽ rất quan hỷ Bởi vì con người chúng ta vốn có cái tâm hiếu thiện, hiếu đức Cho nên từ nhỏ tôi đã hình thành cái thói quen này rồi Vì sao cũng nhờ cái thói quen này mà được những sự lợi ích rất lớn Có một lần đúng lúc tôi đang đi lên lầu Bằng tháng mái Có một người phụ nữ Chắc là tuổi tác cũng ngang với mẹ của tôi tôi vào thang máy trước, sau đó vị ấy cũng vào, tôi liền hỏi vị ấy rằng, cô ơi, xin hỏi cô muốn lên lầu mấy vậy? các vị đồng học khi đi thang máy ai hỏi như vậy xin giơ tay. vâng, yeah, xin cảm ơn. nếu như khi mà bạn đi vào trong thang máy có một người mỉm cười nói với bạn rằng, xin hỏi anh chị lên lầu mấy vậy? các vị bằng hữu cảm nhận của các vị như thế nào? rất là dễ chịu, cũng có thể tâm tình cả ngày hôm đó rất tốt. Vì vậy lễ phép chính là cái khoảng cách tốt đẹp nhất Giữa người với người Cái lễ phép này không thể không dạy Vì thế tôi thường thường nói với học trò của tôi Và với cả phụ huynh học sinh nữa Tôi nói Học lễ phép quan trọng Hay là làm bài thi cho đạt 98-100 điểm thì quan trọng Là học lễ phép quan trọng Là học quan niệm thái độ đúng đắn một đời là quan trọng Hay là cố gắng từ 98 điểm thành 100 điểm thì quan trọng Cái nào thì quan trọng Học lễ phép quan trọng Đều cảm thấy lễ phép quan trọng Xin hỏi những phụ huynh hiện nay Đang làm cái việc ở phía trước hay là làm cái việc ở phía sau Phía sau, vì sao vậy Rõ ràng trên miệng đều cho rằng Đối người xử sự là quan trọng Nhưng mà trên thực tế thì đến khi gặp con cái Đều vẫn là chỉ ép chúng học hành vì vậy vấn đề là ở chỗ nào mong con thành tài vì điểm số mà tốt thì con cái đã thành tài rồi phải không khi điểm số đã tốt thì cuộc đời chúng đã hạnh phúc mỹ mãn rồi phải không cho nên rất nhiều vấn đề đều cần chúng ta phải suy nghĩ thấu đáo đều cần chúng ta phải dùng trí huệ để phán đoán mới có thể phán đoán chính xác Tôi tin là có rất nhiều phụ huynh đều thúc đẩy con cái vì mặt điểm số. Vì sao đợi đến khi con cái tốt nghiệp đại học ra trường xong rất có thể đến nỗi khả năng chào hỏi với mọi người khác cũng không có, thậm chí là không cần phải đợi đến tốt nghiệp đại học. Rất nhiều sinh viên đi học chưa được mấy tháng thì đã bị nhà trường cho nghỉ học. Tại vì sao lại bị trường học cho nghỉ? Vì sao vậy? Năng lực chung sống đối xử với người khác quá kém cỏi cả năng lực tự lo liệu cái cuộc sống chính mình cũng quá kém đi năng lực sống chung với người và năng lực tự chăm lo cuộc sống đều sẽ ảnh hưởng cả một đời chúng mà 98 với 100 chỉ cách nhau có hai điểm có ảnh hưởng tới cuộc đời chúng hay không không có bởi vì tôi cũng là một học sinh được sinh ra từ cái chủ nghĩa thi cử mà trong suốt cái quá trình hơn 10 năm đèn sách đó rõ thật là quay đầu nhìn lại chẳng học được cái gì. Không học được gì cả. Cho nên chúng tôi có cái sự thể hội sâu sắc này mà không muốn học sinh của mình trong thời gian hơn 10 năm trời uổng phí đối với những sự học tập không liên quan tới cuộc đời chúng cho lắm. Bởi vì chúng tôi có sự thấu hiểu này nên mới suy nghĩ một cách cặn kẽ Là làm thế nào Để một đứa học trò Để cho một đứa trẻ chân thật học được cái quan niệm Cái thái độ cuộc sống chính xác Sau đó thì khiến chúng xây cái nền móng cho cuộc sống thật vững chắc Cho nên Nếu không học lễ Cuộc sống của chúng có thể sẽ tăng thêm rất nhiều trở ngại Bởi vì một khi Chúng thất lễ có thể người ta sẽ không giúp đỡ chúng Thậm chí là còn làm chướng ngại chúng Thế nhưng một khi chúng ta có được sự lễ phép Cuộc sống có thể sẽ tăng thêm rất nhiều sự trợ lực Trợ lực giúp đỡ cho chúng ta Cho nên bậc làm trưởng bối như chúng ta Nên phải suy nghĩ Học hỏi những gì Để có thể giúp đỡ cho một đời Của bọn trẻ Vì vậy Từ nhỏ cái thái độ chào hỏi người lớn này của tôi Cũng là do sự dạy dỗ của cha mẹ cho nên đã hình thành cái thói quen này từ nhỏ rồi sau khi bà tôi chào hỏi đối với người phụ nữ này xong cô ta cũng rất vui vẻ tiếp theo tôi liền tự giới thiệu với mình tôi nói chào cô con là thái lễ hút cô ấy nói chào con còn ta là bà nhạc mẫu cô ấy nghe nhầm tôi là con rể họ thái thế là cứ như vậy mà nói chuyện với cô ấy Rốt cuộc nói chuyện như vậy mà phát hiện ra con gái cô là bằng học trung khóa trung học phổ thông chứ tôi vì thế cũng từ đây mà thể hội được ngạn ngữ thường có câu hữu duyên thiên lý năng tương ngộ hữu duyên thiên lý năng tương ngộ vì vậy các vị bằng hữu tôi cũng là từ hải khẩu bay đến thẩm quyến Lại từ thẩm quyến bay đến hồng kông nếu đem gặp lại thì cũng đã hơn nghìn dặm rồi cho nên chúng ta cũng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ Vừa rồi đã nói cái quá trình Sự việc như vậy Là việc chào hỏi Với người khác ngay ở trong thang máy Mà khổng lão phu tự nói Bất học lễ Vô dĩ lập Nếu mà có lễ phép Thì mới có thể có chỗ đứng được trong xã hội Cho nên chúng ta rất vui mừng Khi có người khác chào hỏi mình Cũng như vậy Nếu như mà chúng ta chịu chủ động Đến chào hỏi người khác thì người khác cũng sẽ vui mừng như vậy Nếu như Hôm nay các vị bằng hữu Ngồi ở đây Các vị đều đến từ những khu vực khác nhau Sau khi Chương trình chúng ta hôm nay kết thúc Khi mà mỗi một vị đồng học Trở về khu vực sinh sống của mình Mấy chục cái khu vực này cùng lúc gian lên Cái âm thanh chào hỏi ân cần Có thể là sẽ cùng nói với nhau Xin hỏi các vị lên lầu mấy một khi mà mấy mươi khu vực đều bắt đầu trở nên như vậy chúng ta tin chắc là mối quan hệ giữa người hồng kông với nhau nhất định sẽ có một sự thay đổi không hề nhỏ cho nên kỳ thực chúng ta hy vọng xã hội ngày càng tốt chúng ta hy vọng giữa người với người có thể tôn trọng lẫn nhau quan tâm lẫn nhau nên phải bắt đầu từ chỗ nào tuyệt đối không phải là đi yêu cầu người khác làm trước tôn trọng lẫn nhau quan tâm lẫn nhau là kết quả còn nhân phải từ việc chúng ta chủ động tôn trọng người khác chủ động quan tâm người khác mà bắt đầu làm tin là giữa tất cả mọi người với nhau cái nếp sống quan tâm tôn trọng sẽ nhanh chóng được hình thành sẽ nhanh chóng thay đổi trở lại Vừa rồi chúng ta có nói Có duyên mới có thể đến tương ngộ Vì thế duyên phần đến được không dễ dàng Cho nên chúng ta biết được duyên phần khó được Thì nên tri duyên Biết được duyên phần khó được thì hiểu được Tích duyên trân tiếc duyên phần, ngoài lợi ích cho bản thân ra còn có thể lợi ích cho người. Thậm chí là lợi ích cho thật nhiều người, cho nên có duyên phần tốt, chúng ta hiểu thêm một bước nữa là phải biết tạo duyên. Hôm nay có cái duyên phần này Sẽ được thảo luận với các vị đồng học làm thế nào để trở thành một người tốt chân thật đúng như pháp. Cái duyên này chủ yếu nhất là bởi vì tổ tiên của chúng ta Đã truyền thừa cái trí huệ hơn 4.000 năm Người Trung Quốc chúng ta Mới có được cái cơ hội Để mà tiếp nhận giáo huấn của họ Cho nên cái duyên này Là bởi vì lão tổ tông Đã để lại cái trí huệ Mới có thể kết thành cái duyên phần này Chủ đề giảng tòa của chúng ta là Nhân sanh hạnh phúc Các vị đồng học cuộc sống làm sao để hạnh phúc cuộc sống nên như thế nào mới có thể hạnh phúc cuộc sống mà hạnh phúc nhất định phải có tư tưởng quan niệm hạnh phúc bạn có tư tưởng quan niệm đúng đắn thì mới có cái hành vi đúng đắn có cái hành vi đúng đắn đó thì mới có cái thói quen đúng đắn có thói quen đúng đắn thì mới có cái nhân cách đúng đắn có được cái nhân cách đúng đắn thì mới có được cái vận mệnh tốt bạn có cái vận mệnh tốt thì cuộc sống nhất định sẽ hạnh phúc cho nên căn nguyên là ở chỗ nào một người có cuộc sống hạnh phúc hay không nguồn gốc vẫn là ở tư tưởng quan niệm của người đó cho nên có thể khiến tư tưởng quan niệm được đúng đắn cuộc sống của bạn đã xây được cái nền móng đúng đắn các vị đồng học phải dựa vào tư tưởng quan niệm của ai để xây dựng cuộc sống của bạn thậm chí là thay con cái bạn tạo ra cái nền móng cuộc sống đúng đắn cho chúng phải căn cứ tư tưởng quan niệm của ai. Đây là một cái vấn đề vô cùng quan trọng. Một con người muốn có cuộc sống hạnh phúc, cũng chính là tư tưởng quan niệm phải đúng đắn. Tư tưởng quan niệm mà đúng đắn thì mới có thể làm một người tốt như pháp. Bạn là người tốt thì cuộc sống nhất định sẽ đạt được viên mãn. Cho nên bây giờ con người rất thích đọc sách Đặc biệt là rất nhiều người thích nghiên cứu Tâm lý học Tôi thường thường thịnh giáo họ và hỏi rằng Giống như bạn xem sách của một nhà tâm lý học Viết họ 40 tuổi Viết ra quyển sách 60 tuổi lại viết ra một quyển sách khác Xin hỏi bạn sẽ xem quyển nào trước tiên Quyển nào trước 60 tuổi Tại vì sao các vị lại cho rằng Nên xem quyển 60 tuổi viết trước Tâm lý là chính chắn hơn Các vị bằng hữu Vừa rồi vì đồng học này của chúng ta nói Có thể là Tâm lý Đã thành thục Đã sáng suốt hơn Có thể có phải là nhất định không Vận mệnh của chúng ta Và cả vận mệnh thế hệ sau của chúng ta Có thể xây dựng ở trên từ có thể này hay không Không thể được Vậy chúng ta hãy suy nghĩ lại một lần nữa Một người 20 tuổi thì tương đối đơn thuần Hay là người 40 tuổi tương đối đơn thuần vì đơn thuần thì tốt hơn hay phức tạp thì tốt hơn Đơn thuần tốt hơn Đúng, chúng ta hãy nói là Xã hội này Là một cái chảo nhụm lớn Như vậy chưa chắc là một người 60 tuổi Có trí huệ hơn một người 40 tuổi Cho nên bây giờ Có nhiều người xem sách tâm lý học như vậy Đem cái lý luận trong sách tâm lý học Để mà dạy dỗ con cái họ Có một số người mới bắt đầu Thì tiếp xúc lý luận của Liên Xô Thì đem lý luận của Liên Xô dạy con cái Hôm khác lại có người nói với họ, Italy cũng hay lắm, họ lại dùng lý luận của Italy để thử. Lại hôm khác có người nói châu Âu rất hay, họ lại đem cái lý luận giáo dục của châu Âu để mà dạy con. Xin hỏi con cái người đó sẽ thành ra như thế nào? Biến thành như thế nào ạ? À? Rất nhiều người nói biến thành vật thí nghiệm. Rất nhiều lý luận tâm lý đều đã dùng cái gì để làm thí nghiệm. Dùng động vật nên chúng ta nói bọn trẻ hiện nay giống như là con chuột bạch không khác cung cấp cho người ta thí nghiệm rất có thể thử nghiệm đến sau cùng ồ sai rồi làm lại từ đầu có thể được không không thể được nên con người muốn đưa ra lựa chọn phải có lý trí rốt cuộc thì tư tưởng quan niệm như thế nào mới có thể khiến một đứa trẻ có cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn trở thành một người tốt đúng như pháp Vì này chúng ta phải nên suy nghĩ trong xã hội cũng gặp được một số người bạn Rất thành công Nghe xong một tiết học của chúng tôi Họ đứng ở bên cạnh Rất lâu Không muốn bước đi Để cho đến khi Tôi giao lưu xong với rất nhiều bằng hữu Họ mới đi đến Họ nói với tôi Hôm nay họ nói câu này Không khó nghe chút nào Họ nói tôi hôm nay nghe thầy Thái giảng về địa tử quy Tôi mười mấy năm từng trải trong xã hội, rốt cuộc cũng chỉ làm được một hai câu trong đệ tự quy. Các vị đồng học, người này cũng đã bốn mươi tuổi rồi. Anh mười mấy năm kinh nghiệm cuộc sống lần mò ra được cũng chỉ được một hai câu giáo huấn của thánh hiền. Vì vậy rất nhiều người cuộc đời đã đi được bốn mươi năm mươi năm rồi, rốt cuộc phát hiện. Nếu như cuộc đời để cho ta trở lại lần nữa, tôi nhất định sẽ ít phạm lỗi lầm hơn rất nhiều. Chúng ta có sự nuối tiếc như vậy. Xin hỏi lão tổ tông của chúng ta có sự nuối tiếc như vậy hay không? Có. Vì vậy lão tổ tông rất từ bi, rất biết suy nghĩ thay cho con cháu đời sau. Các vị có cảm nhận được hay không? tôi đã từng nghe một vị trưởng giả Đã hỏi một câu Khiến bản thân tôi rất chấn động Tôi từ trước tới giờ chưa nghĩ qua cái vấn đề này Vị trưởng giả này hỏi Trong bốn nền văn minh cổ đại Chỉ còn lại nước nào Trung Quốc Tại vì sao trong lịch sử của toàn thế giới Mấy nghìn năm lịch sử Chỉ còn lại duy nhất một nền văn minh cổ đại ấy Nguyên nhân là ở đâu như này đáng để chú chúng ta suy nghĩ có phải là lão tổ tông của bốn nền văn minh này đến trước mặt thần linh mà nói nào ta rút thăm được ai thì của người đó không diệt vong rút thăm được người nào thì dân tộc người đó không bị diệt vong có phải như vậy không có phải không không thể nào có phải may mắn rút thăm trúng được không cái thăm này đã may mắn được tổ tiên người trung quốc chúng ta rút được cho nên văn hóa của chúng ta không bị mất Tuyệt đối không phải như vậy Thế tại vì sao văn minh cổ xưa của Trung Quốc Có thể truyền được mấy nghìn năm Tôi tin là Ai Cập cũng tốt Tây Á cũng tốt Lúc mới đầu tại vì sao tổ tâm của họ phát minh ra văn tự Đã đem những thứ này thông qua văn tự Đem viết ra những kinh nghiệm của họ Tại vì sao phải viết Nếu như họ mỗi ngày Chỉ nghĩ đến việc ăn mặc ngủ nghỉ của bản thân Tốt là được rồi Họ có vẽ những bức tranh này Những văn tự này lên trên đá hay không không thể nào Cho nên lão tổ tông của họ Cũng đã có cái tâm này Hy vọng truyền thừa cái trí huệ Cái kinh nghiệm quan trọng trong cuộc sống Lại cho đời sau Nhưng mà trái lại họ đã truyền thừa không thành công Mà chỉ có lão tổ tông Trung Quốc Truyền thừa thành công Vì vậy cái duyên này Là cái duyên phần hiếm có Trên cả thế giới Chúng ta nên tìm cho ra cái nguyên nhân bạn mới có thể tri duyên mới có thể trân quý cái duyên phần này của người chúng ta là thích duyên tại vì sao văn hóa của chúng ta có thể truyền thừa mấy nghìn năm nguyên nhân ở lão tổ tông của chúng ta đã thấy được tiếng nói và chữ viết nhất định phải tách ra mới có thể kéo dài văn hóa mấy nghìn năm không gián đoạn vì sao vậy Tại vì nếu như văn chương và ngôn ngữ không được tách ra Nếu như ngôn ngữ liên tục thay đổi Thay đổi đến 200 năm sau đó Người của 200 năm sau Nghe hiểu được tiếng của 200 năm trước hay không Sẽ nghe không hiểu Một khi nghe không hiểu Văn chương cũng đọc không hiểu Chúng tôi có một người bạn Đã rời xa quê hương 20 năm Anh ta sau 20 năm trở về quê hương Ngồi lại nói chuyện với rất nhiều thân hữu Có những lúc một số lời nói Cần phải nghe giải thích thì mới hiểu được Vì vậy ngôn ngữ 20 năm đã có một sự thay đổi nhỏ 200 năm thì sẽ thay đổi lớn Vì 2000 năm sau thì hoàn toàn không biết được Văn chương họ viết cái gì Lão Tổ Tông đã phát hiện việc này Cho nên nói chuyện thì dùng ngôn ngữ khi đó Mà viết văn chương Thì dùng phương pháp đã thống nhất Mấy nghìn năm nay đó là văn ngôn văn bởi vì lão tổ tông đã tạo ra cái phép màu văn ngôn văn này cho nên mới có thể truyền thừa cái trí huệ mấy nghìn năm không gián đoạn mà không bị đoạn mất cho nên chúng ta hy vọng cuộc đời của chính mình không phải tìm kiếm mấy mươi năm thì mới biết được đã sai chỗ nào vì thì sẽ không còn kịp nữa cũng không cần cầu con cháu chúng ta Phải tìm kiếm mấy mươi năm sau Mới biết được Đúng và sai Phải và trái Nhất định không để xảy ra sự việc đáng tiếc như vậy Bản thân tôi Cũng là cho tới khi 25, 26 tuổi Mới có cơ hội gặp được Cái học vấn của Thánh Hiện này Gặp được giáo huấn của Lão Tổ Tông Cho nên từ tôi Cũng cảm thấy rất đáng tiếc Khi tôi biết được thì tôi đã rất quý trọng cái duyên phần này Đúng lúc đó Tôi cũng bước sang làm công tác giáo dục Dạy tiểu học Tôi có một người anh kết nghĩa Anh ấy có hai đứa con gái Một đứa thì học lớp 2 tiểu học Một đứa thì học lớp 4 tiểu học Tôi liền đem hai quyển sách Để tự quy và đã lái chiếc xe Đi hết 3 giờ đồng hồ thì mới tìm được người anh em kết nghĩa này. Ghé vào quán ăn cơm vừa ngồi xuống, cơm còn chưa ăn thì tôi cũng không kiềm chế được nữa. Bắt đầu giảng giải từng điều từng điều cho anh nghe, nói với anh là mỗi một câu này đối với cuộc đời của bọn trẻ đều có ảnh hưởng sâu xa. Cứ như thế mà giảng giải một hồi. Thế là khi chị mới nói đến được có một nửa, đột nhiên rất xúc động, nước mắt của tôi cứ tuôn trào ra. Ngồi lặng ở chỗ đó khoảng 3 phút. Sau khi nỗi niềm của tôi Đã ổn định trở lại Anh liền nói với tôi Anh nghe giáo sư đại học giảng bài Cũng không có giảng ra được cái kiểu giống như tôi Tôi đã giải thích với anh ấy một hồi Tôi nói khi tôi vừa mới đọc được có một nửa Thì đột nhiên cảm thấy Nếu như khi tôi còn nhỏ Mà có vị thầy nào đó Đem những đạo lý này giảng cho tôi rõ Cuộc đời tôi có thể Đã ít đi biết bao nhiêu sự oan uổng Ít đi bao nhiêu những đường vòng Đi phải đường vòng cũng không nghiêm trọng Mà trong quá trình đi con đường vòng đó Cũng không biết đã làm tổn thương Bao nhiêu người rồi Cũng không biết đã làm cho bao nhiêu người Phải đau khổ Cho nên đột nhiên Cảm thấy rất bi thương Cũng rất hối tiếc Có một sự cảm nhận sâu sắc như vậy Thì sẽ không muốn những học trò của mình Thậm chí là con cháu đời sau của chúng ta Lại bị sự nuối tiếc giống như vậy Vì vậy Khi tôi có cơ hội Nhất định sẽ đem đệ tử quy Bỏ vào trong cái giỏ Để mà đem tặng cho người ta Ở trên chiếc xe của tôi Cũng thường thường để những loại sách của Thánh Hiền bất cứ lúc nào đủ duyên thì có thể tặng cho người ta Chúng tôi có một người bằng hữu Anh ấy có một đứa con đã 18 tuổi Một đứa đã 20 tuổi Đúng lúc chúng tôi quen nhau vào năm ngoái Đã đem những giáo huấn này của Thánh Hiền Có cả đệ tử quy giới thiệu với anh Anh rất là xúc động Anh nói con cái của anh Đều đã lớn đến như vậy rồi không kịp nữa rồi Các gì bằng hữu có bị trễ hay không Mất trâu mới làm chuồng Cũng không là quá trễ Tôi liền nói với anh Lòng thành rất linh Anh vẫn là cần phải có tâm chân thành Tâm nhẫn nại Để xoay chuyển tư tưởng quan niệm của con cái Đương nhiên cái công trình này Thì cũng là khá lớn Bởi vì anh có cái sự nối tiếc sâu sắc đến như vậy Nên anh lúc nào Cũng có mấy quyền đệ tử quy Để trong vỏ sách Có một hôm đi hớt tóc trong tiệm hớt tóc để không lãng phí thời gian cũng đem những giáo huấn trong đệ tử quy này giới thiệu cho thợ hớt tóc người thợ này đúng lúc cũng đang mang thai chưa sanh em bé sau khi vừa giới thiệu cho cô ta xong lại đem đĩa vcd đọc đệ tử quy tặng cho cô thế là sau đó người thợ này trở về thường mở cái đĩa đệ tử quy lên nghe sau này cũng đã sinh được một đứa con trai vì bằng hữu này của chúng tôi lại đi hớt tóc nữa Câu ta nói với anh Chỉ cần đứa con của tôi quấy khóc Thì tôi sẽ đi mở đĩa để tử quy lên Nó lập tức không khóc nữa Bởi vì bản thân có sự hối tiếc sâu sắc Anh không muốn người khác lại đi vào Cái vết xe đổ mà anh đã đi qua Cho nên vì bằng hữu này Anh đã có cái tâm như vậy Tin rằng Sẽ thích được cái phúc phận to lớn cái phước phần này có thể sẽ bao trùm cho tới đời sau Chúng ta cũng tin là con cái của anh Nhất định sẽ từ từ nhìn thấy được tấm gương này của người cha Tiếp đến cải thiện cái hành vi của chính mình Chúng ta đã biết được lão tổ tông Có cái trí huệ cao độ đến như vậy Mà đã truyền thừa cái văn hóa được mấy nghìn năm Tiếp theo đây chúng ta Hãy thâm nhập lý giải cho được rốt cuộc thánh hiền đã giáo huấn chúng ta những gì tôi thường hay hỏi bằng hữu một câu này tôi hỏi bạn là người trung quốc phải không sao không phản ứng gì vậy cái gì còn đang suy nghĩ rất lâu vấn đề này có cần phải suy nghĩ lâu như vậy hay không bạn là người trung quốc phải không phải tiếng trả lời cũng không được lớn lắm tại vì sao lại phải hỏi cái vấn đề này những lúc tôi thường hay hỏi như vậy mới bắt đầu thì âm thanh đều rất nhỏ sau đó hỏi lại lần thứ hai thì họ liền lớn tiếng mà nói phải tôi nói âm thanh mà lớn thì có nhất định là phải hay không chúng ta phải trọng bản chất trọng thực chất không phải em bé cứ khóc to thì được bú sữa tôi thường hay hỏi họ một cái vấn đề Tôi nói nếu như có một người từ khi sinh ra đến lớn lên ở nước Mỹ. Nhưng cha mẹ của nó đều là người Trung Quốc. Chúng ta có dám bảo đảm là máu của nó là dòng máu chính thống của người Trung Quốc hay không? Nhưng mà tư tưởng của nó thì sao? Tư tưởng của ai? tư tưởng của người tây phương xin hỏi là dòng máu thì quan trọng hơn hay là tư tưởng thì tương đối quan trọng hơn dòng máu của nó sẽ ảnh hưởng đến cả đời nó phải không cái tư tưởng quan niệm sẽ ảnh hưởng đến cái tâm của cả cuộc đời nó và cái thái độ qua lại với người cho nên tư tưởng là cái thứ quan trọng hơn tất cả cho nên chúng ta tuy là chảy trong mình dòng máu người trung quốc cách gì bằng hữu tư tưởng của chúng ta có phải là tư tưởng của người trung quốc hay không giờ vào điều này đáng để chúng ta suy nghĩ kỹ càng giáo hướng thánh hiền của chúng ta thẳng thắn mà nói là đã gián đoạn hai ba đời rồi cho nên bây giờ chúng ta còn lớn tiếng mà nói phải nhưng mà phải chân thật hiểu được tư tưởng quan niệm của bản thân hiện giờ rốt cuộc là quan niệm tư tưởng của người phương đông hay là quan niệm tư tưởng của người phương tây Hiện nay cả thế giới quốc gia văn minh Chỉ văn minh này phải để trong dấu ngoặc Là văn minh vật chất Chứ không phải là văn minh tinh thần Đây là quốc gia có văn minh vật chất phát triển Quan niệm tư tưởng của họ Đều thiên về tư tưởng của phương Tây Chúng ta hãy quan sát một chút Bản thân mình có phải là thiên về tư tưởng Tây Phương hay không? người tây phương mà suy nghĩ thì lấy mình làm trung tâm bản thân lại được đề cao mối quan hệ giữa người với người sẽ hình thành trạng thái cạnh tranh cạnh tranh đến một cái mức độ nào đó lại sẽ nâng lên một cảnh giới nữa là bắt đầu công kích lẫn nhau, chiến tranh, chiến tranh mà nâng lên biến thành là ngày tàn của thế giới. Tôi thường hay đi đường nhìn thấy được trên mấy cái cột điện có dán bốn cái chữ là ngày tàn đã đến. Cái gì bằng hữu ngày tàn đã đến hay chưa? Rất nhiều người sẽ nghĩ rằng ngày tận thế chính là ngày bơm nguyên tử phát nổ Bơm nguyên tử mà nổ thì trái đất sẽ bị hư hại Không phải như vậy Ngày tận thế là gì? Khi mà tư tưởng của con người không còn giống con người nữa Thì những ngày tháng sống sẽ rất khó chịu Khi mà luân lý đạo đức đều bị tiêu vong hết Thì cuộc sống con người sẽ không khác gì với cầm thú một lần chúng tôi đến thành phố sáng đầu diễn dạ Ở sáng đầu họ đã triển khai đọc tụng kinh điển được hơn một tháng Vì bảo con cái làm người đối diệt Cũng là bắt đầu dạy từ quyển đệ tử quy Sau khi hơn một tháng Thầy giáo đã tổ chức một buổi hoạt động nho nhỏ Là mời mỗi một bạn nhỏ Chia sẻ một chút về tâm đắc của chúng Trong hơn một tháng học tập vừa qua Có một đứa trẻ khoảng 7 tuổi Nó đi lên trên giảng đài nó nói sau khi con đã học nề tử quy Mới biết được là làm người thì phải hiếu thảo Câu nói này rất thú vị Sau khi nó học rồi Mới biết được làm người thì phải hiếu thuận Cho nên bây giờ rất nhiều người lớn Ở trước mặt những đứa trẻ này cũng có Thành thiếu niên cũng có Đều rất là giận dữ Các em không biết là phải hiếu thuận hay sao Chúng nó có biết hay không Người không học thì không biết Nhân bất học, bất tri lý Bạn có thể trách những đứa trẻ này không? Là bởi vì người lớn đã không hiểu được Cái căn bản làm người nằm ở đâu Cho nên đã không truyền nói lại Cho nên căn nguyên vẫn là Ở tại người lớn chúng ta Không thể nào đem những cái hành vi thiên lệch này Của trẻ con hiện nay Tất cả đem trách nhiệm đổ hết cho chúng Vì thì không công bằng một chút nào Đứa trẻ này Tiếp sau đó đã nói là Con trước khi mà được học đệ tử quy Mỗi ngày đều suy nghĩ làm sao để mưu hại cha mẹ Bảy tuổi Mẹ cậu trân người nói không ra lời Dễ mặt tỏ ra vô cùng kinh ngạc Tôi tin tưởng là Các cuộc đời này của cô Đứa con của cô đã bảy tuổi rồi Trước giờ chưa hề nghĩ qua Con của mình đã nghĩ như vậy Vừa nghe Thì không thể cầm được nước mắt cứ chảy như vậy Vì sao vậy Đứa con nói Mỗi ngày đều ép con Học cái này học cái kia Mà hai vợ chồng Tôi là cực kỳ bận rộn Bận rộn tối ngày Con cái có thể cảm nhận được là Bạn thương đó hay không Không cảm nhận được Cho nên cha con không ngừng gũi, Không ngừng gửi quá nhiều Bạn còn ép nó đi học bao nhiêu là thứ đó vì xin hỏi bạn ép nó đi học bao nhiêu là thứ đó thì mục đích là gì nói cho dễ nghe một chút thì là mong con thành rồng muốn con thành phượng còn nói khó nghe một chút thì chính là sợ con cái học không được nhiều thứ thì họ sẽ không giữ được thể diện vì thế khi mà thầy giáo chúng tôi dẫn đến cái trường hợp như vậy thì một vị giáo viên khác thì cũng lập tức bước lên bục giảng chia sẻ với chúng tôi Thầy ấy nói hôm nay Thầy ấy cũng vừa mới hỏi một đứa trẻ Cũng 7 tuổi Thầy hỏi đứa trẻ rằng Con thì thương ba nhiều hơn Hay là thương mẹ nhiều hơn Đương nhiên hỏi cái vấn đề này có được hay không Hỏi không hay chút nào Hỏi vấn đề này rõ ràng đã khiến cho đứa trẻ sinh ra sự phân biệt sinh ra yêu ghét Đã hại đứa trẻ Lòng già của đứa trẻ nhất định là rất rộng lớn Đều đã bị những cái tư tưởng sai lầm của người lớn chúng ta Chỉ bảo sai lầm cho chúng Mà lại phải dạy bảo chúng Nên hiếu thảo quan tâm cha mẹ nhiều một chút Chứ còn ở đó hỏi nó thương ai Thế là đứa trẻ này cũng không cần suy nghĩ chút nào Nó nói cả hai người con đều không thương Con ghét hết cả hai Vì thầy này vừa mới hỏi liền rất kinh ngạc Tại vì sao lại kinh ngạc vậy? Bởi vì cha mẹ của nó khi ở trước mặt vị thầy này mà nhắc đến con của họ Thì họ rất là đắc ý Anh xem đứa con của tôi học đàn piano giỏi như vậy Anh biết không đứa con của tôi đại diện trường của nó mà đi thi cuộc thi nào Thì đều đứng đầu danh sách Cho nên họ rất lấy làm vinh dự Nhưng mà chẳng bao lâu sau Họ lại không hề nghĩ qua đứa con của họ đang suy nghĩ những gì Đứa con của họ cảm nhận được những gì Cho nên không phải người lớn thì chân thật Thông hiểu được cái cảm nhận của trẻ con Người lớn chỉ là dùng cái cách mà họ nghĩ là tốt Mà áp đặt đối với trẻ con Đứa trẻ mà bị ép bức như vậy Cuộc sống của nó sẽ thấy hạnh phúc hay không? Cuộc sống của nó đã sinh bệnh rồi Tư tưởng của nó đã sinh bệnh rồi Dù cho nó có được tốt nghiệp Ở bất kỳ một ngôi trường tốt đến như thế nào Thì cuộc đời nó sẽ hạnh phúc hay không? Cho nên đáng để chúng ta suy nghĩ Rốt cuộc thế hệ ngay sau đời này Bọn trẻ đang suy nghĩ điều gì Có một đứa trẻ học lớp 9 Tự mình Nấu cơm cho cha mẹ nó ăn Kết quả là cha của nó đã chết sau khi ăn cơm Ngã ra nền nhà co giật mà chết Có một thời gian không lâu sau người mẹ của nó cũng là như vậy sau khi ăn cơm xong cũng chết thế là khi nó cúng bái người mẹ này của nó cúng bái vừa xong lập tức không giữ được bình tĩnh đã đem những thức ăn vừa mới cúng bái đó đổ xuống dưới cống nước người thím của nó nhìn thấy được chuyện này trong lòng kinh ngạc cái đứa trẻ này đối với cha mẹ một chút lòng cung kính cũng không có đột nhiên đứa trẻ này đã đi đến trước người thím của nó và nói nó nói tiếng mà Ba và mẹ của con đã mua bảo hiểm rồi có phải không Vừa nói ra Cái câu này Người tím của nó đột nhiên cảm thấy toàn thân nổi hết da gà Có gì đó bất thường liền báo công an điều tra Sau khi điều tra mới phát hiện ra Là do chính nó hạ độc Là một đứa trẻ mới 13 tuổi Ở tỉnh Tứ Xuyên Sau khi điều tra xong Các vị đồng học, các vị biết Tại vì sao mà giết cha mẹ hay không Tiền bảo hiểm chỉ có hơn 10.000 nhân dân tệ Động cơ mới càng khiến chúng ta phải giật mình Động cơ là gì muốn mua một chiếc điện thoại Chúng tôi nghe được cái câu chuyện này Cảm thấy đây thực sự là ngày tận thế đã đến một đứa trẻ lại có thể chỉ vì muốn mua một chiếc điện thoại mà đã giết hại cha mẹ ruột của mình trong lòng của nó đã không còn cái ân nghĩa rồi không còn cái đào nghĩa chỉ có dục vọng mà thôi chúng ta hãy quay đầu lại mà ngẫm nghĩ một chút trẻ nhỏ đối với vật chất có ham muốn mãnh liệt đến như vậy hay không là bắt đầu từ khi nào gì từ nhỏ đã dạy cho nó dục vọng là ai đã vậy? là cha mẹ cho nên bậc làm cha mẹ ở thời đại này không bình tĩnh mà suy nghĩ lại tuyệt đại bộ phận cha mẹ khi đã đến được cái tuổi trung niên họ sẽ cảm thấy cuộc đời thật khổ bận rộn hơn nửa đời người lại nuôi dạy ra những đứa con làm họ ngày ngày ăn ngủ không yên vì thế người không hiểu đạo lý cuộc đời trải qua bao nhiêu việc chỉ khiến cho họ thấy vô cùng cảm thán vô cùng chán nản đối với những cái kết cục này. Chúng ta nhìn lại một chút, chúng ta đang dùng cái phương pháp gì để mà tương tác với bọn trẻ đây? Đều là vật chất. Kỳ thi tháng này nếu như mà con thi được tốt thì dắt con đi ăn một cây kem thật to. Đây là lúc còn tiểu học, khi lên cấp 2, nếu như mà con thi được tốt thì sẽ mua cho con một chiếc xe đạp. Cái động lực để trẻ con dốc sức mà đuổi theo là gì? Không phải là muốn thành tựu cuộc đời của mình Để sau này còn có thể phụng dưỡng cha mẹ Không phải Mà là vì muốn đạt được mục đích của nó Khi học cấp 3 thì thi được tốt Vì sao gì? Vì có thể lấy được một cái máy ảnh kỹ thuật số Tất cả động lực trong cuộc sống đều là vật chất Có một học sinh cấp 2 vừa thi lên cấp 3 Khi thi xong thì nó nói với mẹ nó Nó nói mẹ ơi Mẹ phải mua cho con mấy bộ quần áo hàng hiệu Giá trên một nghìn tệ Mẹ của nó hỏi gì sao vậy Đứa trẻ này trả lời Con thi lên được cấp 3 Để giúp cha tiết kiệm mấy chục ngàn tệ Nếu như con không thi lên được cấp 3 Cha sẽ phải tốn một đống tiền Để mà đi chạy điểm cho con Mua cho con một chỗ học cấp 3 Cho nên các vị xem Đứa trẻ ở trong đầu nó đang chứa những gì Đều là dục vọng Đều là dùng tiền để đo lường bất kỳ giá trị nào Cho nên làm con cháu ở đời sau Là lúc mà có thể đều lấy dục vọng để theo đuổi Thì sẽ tạo tác ra biết bao nhiêu là Sự việc thương thiên hại lý Vì thế chúng tôi nói Không phải bơm nguyên tử nổ mới là ngày tận thế Mà là khi quan niệm tư tưởng của tất cả mọi người Đều không phải là cái quan niệm tư tưởng của con người nữa Thì khi đó chính là ngày tận thế đã đến thật sự rồi Cho nên tôi thường diễn giảng đối với một số thầy cô Thì tôi sẽ hỏi họ một câu khác Cái gì nhất định phải dạy cho tốt học trò của các vị Vì sao vậy? Nếu như mà chúng ta không dạy dỗ học trò của mình cho được tốt Đất nước và xã hội này trong tương lai sẽ phải giao lại tay ai? đều sẽ phải giao lại vào tay chúng nếu như tính tình của chúng mà đặc biệt lớn nếu như mà chúng đến cả lòng quan tâm người khác cũng không có đều là tự tư tự lợi để đến khi chúng nó trở thành cái trụ cột của đất nước rồi tuổi già của chúng ta sẽ rất thê thảm rồi giả dạ như chúng nó đều chưa nghe qua giáo huấn của khổng lão phu tử phải lão ngô lão dĩ cặp nhân chi lão phải nên chăm lo cha mẹ của chính mình những ông bà cha mẹ của chính mình Thì cũng nên đồng thời chăm lo cho ông bà cha mẹ của người Chúng đều không có cái tư tưởng quan niệm này Ngày ngày ở trong đầu chỉ nghĩ đến chính mình Khi mà chúng ta già yếu đi Thì chúng nó sẽ nói Già cả hết rồi Hãy để cho họ tự sinh tự diệt đi Đến lúc đó thì chúng ta sẽ rất thê thảm Cho nên chúng ta là trưởng bối của người Là thầy của người Thậm chí bạn là cấp trên của người khác Đều nên phải đem cái đời sau đem con cháu bạn cấp dưới của bạn mà tận tâm tận lực dạy bảo xã hội là một cái thể cộng đồng mật thiết không thể tách rời cho nên sau khi mà chúng ta có tính cảnh giác như vậy nhất định phải nắm được cái nồng cốt của giáo dục tuyệt đối không thể từ từ tự ngã mà bắt đầu tôi xin nói lại rõ hơn một chút chính là cái thái độ tự tư tự lợi đã sanh ra thay vì chúng ta ở đó mà sợ xã hội trong tương lai sẽ rất loạn không bằng hiện nay từ bản thân mà làm không bằng bây giờ bắt đầu làm từ chính mình bắt đầu làm từ trong gia đình mình không cần phải đi cái con đường này con đường này là một cái tử lộ Chúng tôi trong ngành giáo dục thường thường được nghe thấy một câu nói Là câu nói gì? Giáo dục nhất định phải cải cách Con đường này chúng ta nhất định kiên trì đi đến cùng Tuyệt đối không quay đầu Nhất định phải tiếp tục mà thay đổi Cứ tiếp tục đổi Tôi nói khi mà cái con đường này đi đến bên bờ vực núi Thì có cần đi tiếp nữa không? Sau khi tiếp tục đi thì sẽ thế nào? Sẽ rớt xuống giáo dục của chúng ta vẫn luôn cải cách một mạch cải cách xin hỏi những đứa trẻ được dạy dỗ có ngày một ưu tú hơn hay không hay là càng ngày càng tệ hơn cho nên người làm việc phải lý trí mà suy nghĩ sâu sắc không thể làm việc theo cảm tính không thể cứ nói tôi là bộ trưởng giáo dục tôi là cục trưởng giáo dục tôi đã mở miệng nói là phải cải cách thì không thể làm ngược lại được nếu không tôi sẽ mất mặt lắm đem tư tưởng giáo dục của cả đất nước cả xã hội đem đánh cược vào cái cách làm việc theo cảm tính cá nhân thì thì quá nguy hiểm rồi phương hướng cải cách nhất định phải chính xác mới được mà trung quốc đối với bản chất của sự giáo dục thì nắm rất rõ ràng thế nào là giáo Ông hứa thần đời Đông Hán Trung Quốc Đã viết quyển sách là Thuyết văn giải tự Đã đem nghĩa lý Của mỗi một chữ trình bày Khai mở rất là thấu triệt Vậy là chỉ dùng một câu nói để khai thông Vì thế tôi thường xem sách của người xưa Mà bồi phục thánh hiền Nhân từ tận đáy lòng Giáo giả Thượng sở thí hà sở hiệu cho nên cái bản chất quan trọng nhất của giáo dục đó là lấy mình làm gương dục nghĩa là gì là giáo tử xứ tác thiện giả Vậy con sao cho chúng có thể thành người thiện Cho nên bên trong cái chữ dục này Mấu chút quan trọng nhất là chữ thiện Mà thiện cũng phải có tiêu chuẩn Con cái mới hiểu được chuẩn mực của việc làm người Tôi thường hay nói Ngày trước người đọc sách là trí tại thánh hiền Bây giờ người đọc sách thì Chí tài kiếm tiền Thánh hiền cùng kiếm tiền khác rất nhiều Kiếm tiền là điều gì Cái tự tư tự lợi Cho nên nuôi dạy một đứa con như vậy Không có cách nào Để trở thành một người thiện cả Cái phương hướng để nuôi dạy như vậy Là thiên lệch là sai lầm Một khi phương hướng đã không còn chính xác Thì phải nhanh chóng Sửa chữa lỗi lầm mà kéo trở lại cho nên cái hành động kéo quay trở lại này không thể chậm trễ mà chính sách giáo dục của trung quốc đã kéo dài mấy nghìn năm chưa hề phải cải cách qua thậm chí ngay cả từ khi triều nguyên triều thanh xác nhập vào trung quốc cũng không thay đổi tại vì sao mà triều nguyên triều thanh đều đã nhập vào dưới trung quốc mà họ cũng không hề thay đổi chính sách giáo dục vì họ sâu sắc thể hội được sự bác đại tinh thâm trong văn hóa trung quốc đối với một con người với một xã hội một quốc gia mà có ảnh hưởng sâu xa cho nên họ không thay đổi biết nó là tốt chúng ta hãy xem thời gian triều nhà thanh thịnh vượng Khang Hy ung kính càng long Đều là những gì hoàng đế yêu thích văn hóa Trung Quốc chứ Bởi vì họ đã thâm nhập nghiên cứu Cái giáo huấn của tánh hiền Trung Quốc Biết được cái chính sách giáo dục như vậy Có thể làm cho gia đình hòa thuận Xã hội an định phồn vinh Cho nên họ mới không thay đổi Thế mà giáo dục hiện nay của chúng ta Thì ra sức cải cách mà cũng nói cho trắng ra Cái cải cách họ có biết được Rốt cuộc phải cải cách đến đâu hay không Có thể là cái lý luận mới ra Họ lại đem về tham khảo một chút Mà những lý luận này đều bắt nguồn từ tư tưởng phương Tây Mà quan niệm tư tưởng phương Tây Đã làm chủ đạo cái thế giới này Trong thời gian mới một hai trăm năm Chúng ta không phải là không chịu để người khác đứng trước mình để họ dẫn dắt mình mà chúng ta hãy bình tĩnh trở lại rốt cuộc thì dẫn dắt chúng ta đi cái con đường này gì đâu các vị bằng hữu chúng ta hãy xem cái tình trạng của xã hội và cả thế giới hiện giờ có phải chính là cái con đường này hay không đích thực là phải chúng ta hãy xem một chút bọn trẻ bây giờ rất giỏi việc cạnh tranh sau khi cạnh tranh thì tâm lượng sẽ rất nhỏ hẹp con người một khi tâm lượng hẹp hòi Ngày tháng sau này Sẽ rất khổ Mỗi ngày đều phải so đo tính toán Cạnh tranh đến cuối cùng Đối với người sẽ có tính công kích Rồi thành chiến tranh Vì vậy mỗi ngày chúng ta mở tin tức Thế nào cũng có tin tức về chiến tranh Nếu như chiến tranh chân thật Có thể giải quyết vấn đề Vậy thì chúng ta cũng có thể chấp nhận quan trọng là chiến tranh có giải quyết được vấn đề hay không mà thậm chí còn làm vấn đề nghiêm trọng hơn vì thế chúng ta hãy xem nước mỹ hiện nay đang giấy động chiến tranh kết quả có được tốt hay không kết quả không hề tốt những chiến sự mà nước mỹ từng đảm nhiệm qua không có cái nào có kết cục tốt đương nhiên chúng ta cũng không thể quán trách đối với người mỹ bởi vì bọn họ không được giống như lão tổ tông của chúng ta không có cái truyền thừa mấy nghìn năm của thánh hiền thậm chí là bởi vì không được học qua đệ tử quy trong đệ tử quy có một câu nói mà họ nghe hiểu được học được rồi thì họ sẽ không dùng phương thức chiến tranh để mà giải quyết vấn đề là câu gì thế phục người người không phục Lý phục người, tâm mới phục. Bạn dùng quyền thế võ lực để áp bức người khác, tâm người ta sẽ như thế nào? Không phục. Tuyệt đối, một khi có cơ hội sẽ lập tức nổi dậy báo thù bạn. Lý phục người, bạn dùng cái đạo lý chân thật này làm người để đối đãi họ, để thay họ suy nghĩ, để quan tâm họ thì họ mới có thể phục bạn từ tận đáy lòng để rồi sống chung hòa thuận với bạn. Các chị xem một câu nói quan trọng đến như vậy đã ở trong sự giáo dục của thánh hiền Trung Quốc chúng ta. Ngay trong quyển sách dở lòng này thì đã dạy cái việc đó rồi. Vì thế nước Mỹ hiện nay đã dấy động rất nhiều chiến sự. Cả thế giới đều đã bị cuốn vào trong cái bóng tối của chiến tranh. mà nước mỹ đã cư xử như vậy thì ảnh hưởng gì đến cái thế hệ sau của họ là tốt hay không tốt sẽ ảnh hưởng không tốt cho nên vừa mới nói là giáo giả thượng sở thí hạ sở hiệu thế nên nếu như mà ở trên làm cho được tốt thì chúng sẽ học tốt ở trên mà vậy là xấu thì chúng sẽ học xấu vì vậy vấn đề giáo dục thanh thiếu niên của nước Mỹ bây giờ rất là nghiêm trọng Nước Mỹ năm 2002 Đã đem 250 triệu đô la Dự tính ban đầu để giáo dục phẩm cách Nâng lên thành 750 triệu Nháy mắt đã tăng gấp 3 Có hiệu quả không? Các vị phụ huynh Con người hiện nay có một cái phương thức tư duy sai lầm Là phương thức gì? Họ nghĩ là Dùng tiền thì có thể giải quyết vấn đề Giáo huấn của người xưa chúng ta Thì tiền là được xét đến sau cùng Nhưng mà có người hiện nay ngược lại Đã đưa tiền lên để cân nhắc trước tiên Vì thế người bây giờ đích thực là Tư tưởng đã bị đảo ngược Người Mỹ đều là dùng tiền để giải quyết mọi vấn đề Chúng ta một chút nữa thì sẽ xem thử phân tích tâm lý thực tại của một thanh niên người mỹ rốt cuộc sau khi nó đã dùng tiền thì có được cái kết quả tốt hay không được rồi bây giờ chúng ta chỉ tạm nói đến đây thôi cảm ơn mọi người